안녕하세요. 사와디카 Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Hôm nay tôi sẽ quay lại một cái ngày làm việc của tôi để các bạn xem là một ngày làm việc của Nam Bi sẽ như thế nào. Thì hôm nay thì đặc biệt hơn những ngày khác một chút xíu là hôm nay đi khá là nhiều. Tại vì đi nhiều cho nên mới quay video clip này lại đó. Chứ bình thường là ở nhà quay clip không mà. Mà ở nhà quay clip thì các bạn cũng sao không có gì để coi. Hôm nay á, cái việc đầu tiên của tôi trong cái ngày này là tôi sẽ phải tham gia một cái sự kiện ở ngoài. Cho nên là tôi cần phải make up. Tại vì sao không? Một khi mà mình bước ra đường á thì mình phải xinh. Chứ mình bước ra đường mình thấy ghê thì lỡ như có một người nào đó biết tôi ở ngoài đường thì người ta sẽ mất hình tượng quá. No. À, khoe với mấy bạn á là dạo gần đây là da của tôi đã đẹp hơn khá là nhiều rồi. Tại vì hồi trước á tôi rất là stress luôn. Tại vì là da của tôi bị lên mụn này. Và mụn xong là đôi khi kiểu nó bị thâm ấy. Rồi ngồi máy tính khá là nhiều cho nên là nó sẽ bị sạm da. Nói chung là rất là buồn luôn. Nhưng mà dạo gần đây thì mình mới sử dụng một cái sản phẩm khiến cho da của tôi khá đẹp lên. Đó chính là sản phẩm Lycolic Rice Serum của nhà L'Oreal Paris. Trời ơi, đây là một cái sản phẩm mà tôi nói thiệt với bạn luôn á, là xài nó có kết quả mà tôi cảm thấy là rõ ràng. Tại vì từ đó giờ là tôi xài rất nhiều sản phẩm của L'Oreal rồi. Thì cái này là loại mới, mới vừa ra cho nên là mình đã xài thử để mình thấy nó hiệu quả khá là vượt trội. Em này á được gọi là dưỡng chất sáng da mờ thâm nám. Em serum này phù hợp với lại tất cả các loại da, kể cả da nhạy cảm luôn. Đây là em nó đây các bạn, nhìn thấy hả, rất là sang chảnh phải không? Với một cái màu mà nó rê xuống. Trời ơi, nhìn hả, rất là đẹp luôn, lấm la lấm lánh lấm la lấm lánh. Thì các bạn thấy nó đẹp như thế này đúng không? Nhưng mà công dụng của nó rất là hấp dẫn đối với tôi, tại vì nó rất là hợp với da của tôi. Tôi sẽ nói chi tiết cho các bạn nghe nhé. Dòng serum này được phát triển dựa trên giải pháp ngăn ngừa hắc tố chủ động. L'Oreal Glycolic Bright là cải tiến chăm sóc da đột phá với glycolic acid da sáng từ sau 2 tuần và sau 4 tuần sẽ giảm 57% các vết thâm nám. Và thật sự thì tôi dùng 2 tuần là đã bắt đầu thấy khác rồi. Thành phần thì có niacinamide cộng với vitamin C. Nghe nói là nia với lại C, chắc các bạn cũng biết được sự kết hợp tinh chất ức chế hắc tố giúp sáng da, đặc biệt là cải thiện việc da không đều màu. Mấy bạn mà bị sao mụn như tôi á, chắc là các bạn sẽ hiểu cảm giác này. Ngoài ra còn có acid glycolic AHA đấy, thúc đẩy tái sinh tế bào. Nó sẽ nhẹ nhàng loại bỏ các tế bào hư tổn để thúc đẩy tái tạo các tế bào mới và tái sinh da mà vẫn an toàn. Em này á là tôi dùng mỗi sáng luôn á, và bật mí cho các bạn biết là em nó là giá học sinh lắm nha. Serum có AHA đầu tiên mà nằm trong một cái phân khúc phổ thông như thế này, thì thêm em này vào cái protein của mình thì mình nghĩ là khá là đỉnh. Đây, cho các bạn xem cận cảnh em nó nha. Wow. Mình sẽ để ra tay nè. Đây. Siêu mỏng nhẹ luôn. Khi mà apply lên trên da các bạn sẽ không bị cái tình trạng mà bị bết dính hay là bị bóng bẫy. Tại vì á, để lên trên tay như thế này á, chắc là các bạn sẽ không có nhìn rõ đâu. Được rồi, tôi sẽ cho các bạn xem một cái thí nghiệm của tôi, nó sẽ rõ hơn để các bạn xem nhé. Cái mùi rất là thơm nha mọi người. Cái mùi này nghe nó rất là sang á. Đó, thấy chưa? Không đổi màu. Rất là lành tính và an toàn luôn nha mọi người. Tại vì nó phù hợp cho cả da nhạy cảm mà, cho nên nó phải lành tính như thế chứ đúng không? Còn bây giờ á thì tôi sẽ test thử cho các bạn xem trên một cái app. Tại vì cái app này tôi xài mấy bữa nay rồi, để mà đánh giá cái làn da của mình á, xem là da của mình ở đây thiếu cái gì và nó dư cái gì và nó cần cái gì nha. Cái app này rất là cần thiết cho tôi mấy cái lúc mà tôi đang để ý tới cái làn da của mình. Đây là mình sẽ cho các bạn xem kết quả sau khi mình thử nha. Đây nè, là một bên những ngày đầu mình xài, bên phải là sau khi mình xài được cỡ 2 tuần rồi nè. Thấy khác biệt rõ rệt luôn đúng không? Chỉ số hyperpigmentation và melasma lúc đầu rất là ít điểm luôn, nhưng giờ các bạn xem chỉ số đã cải thiện rõ rệt rồi nè đúng không? Mà ở đây mình nói luôn, mặc dù là điểm cao nhưng mà web vẫn hiện là look good, là do chụp bằng điện thoại nên chỉ check được tương đối thôi, không thấy hết được. Nói chung á là sau khi mà tôi xài xong cái sản phẩm serum glycolic bright của nhà L'Oreal Paris này á, thì cái làn da của tôi đã được cải thiện rất là nhiều. Chỉ cần thêm một số những cái thứ mà tác động của tôi dành cho làn da của tôi nữa thôi là mọi thứ nó đều khá là ok. Và cái này mình nghĩ là phù hợp với rất là nhiều bạn, tại vì nó ở cái giá trong cái phân khúc phổ thông thôi. Cho nên là mọi người mà có đang muốn mua một cái serum gì để skincare thì các bạn cần tham khảo cái này nhé. Mình recommend cho các bạn tham khảo cái này tại mình thấy nó khá là ok. Được rồi, đi thôi. Get go. Đồng chí Kim Ngân Linda. Đơn giản. Ngồi chữ B. Có nghĩa là chữ Nam mình.
Người ta tả tao làm cái lập xưởng rồi. Hồi nãy có cái gì để trả lụa. Đây là lần đầu tiên chị đi à. Bảo. À lần đầu tiên chị đi xem đá banh thì lên chị bao em một chậu nước. Ủa là tao những thằng nào ghi bàn? Ai ghi bàn? Anh nè, Tiền Bảo. Anh ghi bàn. Anh ghi bàn cho đội bạn nè. Thôi, hồi nãy 47 ngàn. Trời mưa em chỉ nhận ra những cái người như thế này. Người này, người này. Như này. À, ai nữa ta? Ngay. Này mã khác mà. Đẹp trai thì không nhận ra không? Được bay rồi mọi người ơi. Nãy giờ tụi mình ngồi đây bị mũi chích rất là nhiều. Xạo quá. Xạo quá chị nó bị dài 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 dài. Yeah, dài, mũi quá trời. Dạ. Mai á anh có cái dao cạo mà cạo sát cái đầu luôn á. Mai em cạo sát cái đầu luôn nha. Chị nó bay. Chị nó bay. Chị nó bay. Hai đứa tụi bay coi. Đây là cuối ngày của mình sau khi đi coi đá banh xong, dầm mưa xong thì hôm nay trời mưa đi ăn lẩu là hết bài. Mà cái chỗ lẩu này là cái chỗ lẩu rất là quen thuộc của sinh tố tim, chính là cái đi nhau cái nãy lo ăn quá cho nên quên quay phút đầu. Phút đầu đẹp lắm, phút đầu đồ ăn rất là đẹp luôn, nhưng mà giờ cũng đẹp, nhìn đi cũng vẫn đẹp. Wow, đây là bãi, cái bãi chiến trường sau khi đã ăn xong tính sạch luôn, không còn một cái gì luôn. Và tất cả mọi người về hết rồi mọi người. Mọi người xong rồi, đủ 2:40 rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi về đây, hôm nay ăn khá là khuya đó. Bình thường là ăn 2 giờ là tầm 1:30 là về rồi, bây giờ hôm nay tới 2:30, tại vì hôm nay là tụi mình đi cũng trễ, cũng khoảng chừng 1 giờ mới tới nơi. Thôi đi về thôi, với lại đi vệ sinh cái đã, đi vệ sinh thôi. Ok, và video clip của mình đã đi hết, một ngày của mình đã kết thúc vào 2:40, bây giờ về tới nhà chắc là khoảng 3 giờ. Trời ơi, ngày rất là thức, rất là khuya luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye, see ya. À, đón xem những video mới ở bên Thái Lan, vlog Thái Lan của mình mới xuất hiện.